Chào tất cả các bạn đã quay trở lại channel Code là Ghiền. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái style guide là ở trong JavaScript, tức là cái giống như là cái cách mình viết trong cái code làm sao cho nó nhìn cho nó đẹp và nó đọc dễ hiểu. Ok, rồi cũng ngắn thôi, chúng ta bắt đầu nha. Rồi thì giống như là khi mà mình viết code đó, cái style guide đó, tức là cái hướng dẫn cho mình viết cái kiểu style nào đó, cho nó dễ nhìn dễ đọc đó các bạn. Ví dụ như mình nói, các bạn nói let x y z, ví dụ như i j rồi này nọ, mình viết kế nhau như gì hết cũng được, nhưng mà máy nó vẫn làm được, nhưng mà mình không có khuyến khích như vậy. Thì các bạn nhấn save thì tự động nó cách ra nè các bạn, không thì mình dùng cái VS Code này, mình mấy cái plugin đó nó sẵn, giống như là mình có hướng dẫn dùng những cái plugin trong cái VS Code này nó ra làm sao, thì khi các bạn save thì tự động nó format, nó định dạng lại cho nó đẹp, không thì nó đẹp để làm chi, máy nó đâu có biết gì đâu, nhưng mà nó đẹp để cho con mắt mình đọc đó, nó dễ hiểu, và mình làm nó ít có bị hư hơn, ít có bị lỗi hơn, mà khi bị lỗi mình nhìn vô mình cũng biết đường mà mình sửa. Ok, thì những cái biến đó mình phải đặt cho nó cái tên cho nó kêu, không ví dụ như là mình nói name là mình nghe cái tên là mình biết gọi là chuỗi rồi, ví dụ như xy hay là ij rồi là mình biết được nó là những cái con số rồi, mình nói đại khái như vậy. Ok, rồi thí dụ như mình gán dấu bằng, mình gán như vậy cũng được, các bạn sẽ gán như vậy cũng được. Có nhiều bạn mình thấy làm như vậy nè, máy nó vẫn làm được, nó không có sao hết trơn, nó máy nó chạy vô tư, không như con người mình nhìn. Thí dụ một bạn thấy nó ít thì các bạn còn nhìn nghiệm ra, nhưng mà nó nhiều các bạn sẽ bị rối, không giống như vậy vậy này, các bạn sẽ bắt đầu nó sẽ bị rối, không nhưng mà máy thì nó không có rối, nhưng mà mình là rối, mình rối thì mình làm sai đó. Cho nên người ta không có khuyến khích làm như vậy. Thì nếu mà các bạn mà đang làm những cái kiểu này thì mình nên thay đổi cái thói quen của mình lại. Ok, rồi ví dụ như mình nhấn save nè, đó cái tự động nó giãn ra nè, nhưng mà mình không có khuyến khích các bạn làm một hàng như vậy. Hàng như vậy nhìn ghê lắm, nhìn mình không có, mình khó có debug đồ này nọ. Ví dụ như các bạn làm như vậy cũng được, không xác như vậy cũng được đó, không mình nhìn vô nó, khi mà nó nhiều nó mới làm mình rối. Mình save là tự động nó làm ra cho mình đẹp đó. Thì cái style của mình đó là cái mình phải có cách ra như vậy, cộng trừ nhân chia cũng vậy, không chứ mình đừng có làm mà dính sào nẹo giống như mấy cái này cũng vậy. Ví dụ như các bạn dính sào nẹo như vậy thì máy nó chạy vô tư, không nhưng mà người mình á, mình đọc á, mình mới điên cái đầu thôi đó, không khi vào đoạn xe thì tự động nó làm ra cho mình đẹp. Ok, rồi thì khi mà một cái class mình viết, các bạn viết cái class hay một cái object thì mình phải cái chữ đầu phải viết hoa. Ok, khi mà mình viết những cái method hay function thì chữ đầu mình viết thường, thì trong JavaScript là vậy, còn ở trong C sharp thì nó ngược lại là cái chữ đầu nó cũng viết hoa đại khái vậy. Thì tùy theo cái ngôn ngữ mình xài mà mình làm cho nó giống mọi người. Ok, đó rồi giống như vậy nè các bạn, đôi khi giống như này nè, ví dụ như các bạn dính lẹo hết nó cũng được, không sao hết trơn, nhưng mà mình không có khuyến khích như vậy. Làm như vậy thì cái thói quen đó nó rất là dở. Ok, rồi thì căn bản là những cái style là mình viết như vậy, rồi cộng trừ nhân chia cũng vậy, những cái công thức toán học đều mình cũng phải có cách ra cái dấu như mình nói nè, cách ra đó, để không thôi là mình làm mình hư. Giống như ví dụ nó còn có if if else nữa mình quên. Ví dụ như các bạn, có nhiều bạn mình thấy viết gì nè, if ví dụ như true đi, mình nói true đi, true rồi làm gì đó đại khái, else làm gì đó đại khái thì nó cũng được, nó không có sao hết trơn. Nhưng mà khi mà mình đọc đó, mình co cái câu điều kiện trong đây nó nhiều chút xíu là mình loạn óc lên, giống như cái này cũng vậy ha. Thì khi mình xem lại nó sẽ chỉnh cho mình ra đẹp đó.
đó, thì nó, cái đó nó làm, nhưng mà nhiều cái ngôn ngữ như hoặc là cái IDE nó không làm cho mình thì mình phải tự làm đó. Cho nên những cái đó nó, mình thấy nó rất là quan trọng, bởi vì như mình nói đó, khi mà mình bị hư thì các bạn mới thấy là sửa là nó cả một vấn đề, là mình đọc mình nó dính lẹo tùm lum. Ok rồi, thì cái video này nó cũng đơn giản như vậy thôi. Mình tập từ từ cái thói quen của mình là bắt đầu là mình sẽ làm ngon lành. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video kế. Bye bye.